một siêu phẩm bất động sản cực đẹp với diện tích 200 mét vuông nha quý vị lô góc hai mặt tiền với diện tích 200 mét vuông và đất của chúng ta đất ở đô thị Phun thổ cư thuộc Mỹ Phước 3 thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương và vị trí đất của chúng ta nằm ngay đây quý vị hai lô góc sở hữu hai mặt tiền ạ à. sở hữu hai mặt tiền sát căn nhà nha quý vị sát căn nhà và lô góc của chúng ta tới mép mặt đường này quý vị tới mép mặt đường này tới góc căn nhà luôn nha quý vị với diện tích của vị trí đất này à. Với diện tích vị đất là 200 m2 nha quý vị, 200 m2 full thổ cư. Và đất của chúng ta 10 m là mặt tiền đường này nha quý vị. 10 m mặt tiền đường này. Tính từ cột đèn chiếu sáng. Tính từ cột đèn chiếu sáng ạ. À, vào tới mép căn nhà nha quý vị, tới mép căn nhà. và mặt tiền đường này ạ. À, mặt tiền đường à NH6A này sâu 20 m tính từ cột đèn cho tới cột điện sau lưng nha với vị trí bất động sản lô góc này như vậy ôm trọn hai mặt tiền cực đẹp và chúng ta có thể thấy ạ xung quanh dân cư đã sống rất là đông đúc rồi các vị. dân cư đã sống rất là đông đúc rồi những dãy nhà trọ trước mặt chúng ta đó và đường này chúng ta đi vào khu dân cư nha các vị vào khu dân cư tiếp theo nhà dân cũng đã ở kín mít rồi ạ cách mỹ phước tân vạn quý vị đây là cao tốc mỹ phước tân vạn cách cao tốc mỹ phước tân vạn cũng chỉ 100 trăm mét là chúng ta tới đường mỹ phước tân vạn xe chạy dòng đó xe chạy à, qua lại rất là đông đúng không ạ rẽ phải chúng ta sẽ về thành phố mới bình dương đi tân vạn đồng nai đi vũng tàu hướng ngược lại chúng ta đi bảo bàng đi trơn thành bình phước và đi cửa khẩu hoa lư và đối diện chúng ta có thể thấy những nhà máy nhà dân đó sát công nghiệp luôn nha quý vị nhà dân rồi nhà trọ ở kín mít rồi ở hết đây rồi và đặc biệt hơn nữa vị trí bất động sản chúng ta chạy hướng này chúng ta ra Ecolac nha quý vị. Ecolac là khu mà chợ đêm Mỹ Phước này, phố đi bộ Mỹ Phước này. Rồi chúng ta ra siêu thị Go tại cổng Mỹ Phước 3, cũng bán kính chỉ 1 km quý vị ạ, 1 km là tới hết rồi. Và đặc biệt vị trí đất này chúng ta sở hữu được công viên cây xanh này. Đằng này là này để trồng cây xanh và quanh bờ kênh nha quý vị. Đó, quanh vị trí đất chúng ta là cái bờ kênh ôm trọn cái khu dân cư này. Và nếu chúng ta sở hữu lô góc này chúng ta có thể mở quán cà phê kinh doanh này mở những cái quán ăn này và chúng ta sở hữu được cái vỉa hè này quý vị chúng ta sở hữu được cái vỉa hè cây xanh này cực mát đó với diện tích lô đất này ngay ngày hôm nay nha giá cực kỳ hấp dẫn quý vị ơi sấp xỉ 4 tỷ thôi ạ à. sấp xỉ 4 tỷ 200 trăm mét vuông đất ở đô thị phun thủ Ngư và trọng thơ xin chia sẻ năm 2024 thì thị xã bến cát sẽ lên thành phố bến cát và hiện tại thì đã có chủ trương để lên thành phố bến cát rồi Quý hàng quan tâm tới đất nền của khu công nghiệp Mỹ Phước 1234 và nằm trong lõi của công nghiệp, nằm trong khu của BKMX à, Mỹ Phước thì quý hàng nhanh tay liên hệ cho trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một bất động sản lô góc ôm hai mặt tiền cực đẹp này. Hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo và nhớ đăng ký kênh của trọng thơ để có những sản phẩm mới nhất, những lựa chọn tuyệt vời nhất, kinh doanh lợi nhuận nhất trong tương lai. Hẹn gặp lại quý hàng và nhớ đăng ký kênh của trọng để có những sản phẩm mới nhất đẹp nhất và đầu tư an toàn lợi nhuận nhất